Hiện tại ở công viên Hoàng Văn Thụ thì hôm nay là ngày hội. Ở đây thấy rất có nhiều các đồng bào dân tộc Nùng Phản Xỉn của chúng ta từ khắp mọi nơi trở về đây. Và họ sắp thành từng tốp để mà hát thi đối đáp giao duyên đây này. Cho các bạn thấy nha, Nùng Phản Xỉn ở đây là để giao duyên hát thi đối đáp. Các bà không đi hát thi à các bà? Nên về bà xì à? Bố mẹ cần vài mẹ lái cần đây này. Cái này giúp bạn hơ mà. Đây hầu giúp bạn hơ mà. Bạn thí này. À. Con đi diễn về xong rồi ghé qua đây xem các bà thôi. Ở đây gọi là hội gì hả bà? 12 tháng 9. 12 tháng 9 về. Con đi mới diễn ở với má son về xong qua đây xem các bà thôi. Cái on sao báo này mình like với mà hội tay cái này mới khẩu đấy, mới khẩu đấy nè. Thôi mình từ lỡ đến đây là mình đi vào mình quay một phát đi nhỉ. Hội này vui lắm vơ. Để mình đi quay cho các bạn. Đây là công viên Hoàng Văn Thụ. Đây nha. Đây này cho các bạn nghe giai điệu xì nhé. Không hay cái làm gì? Quay để cho mọi người thấy bác xì đi. Xì hay lên đấy. Bắn mà. Cũng có bắn chứ cả lắm hả? Đây là giai điệu rất đặc trưng của Lạng Sơn bạn ạ. Rồi ở công viên Hoàng Văn Thụ. Ê, các bạn hát hay lắm, chúc các bạn vui vẻ nha. Cháu đi quay cho khác đây. Đây rất là nhiều top hát xì lắm, các bạn hát hay lắm. Nhiều nhóm, nhiều đội lắm vâng. Bố ơi. Bố. Chết rồi, đi qua cái mấy cái. Con đi qua đây mới đi diễn về. Bố hát để con bay lên. Hôm nay gặp bố thầy mình đi hát xì đây này. Ha ha ha.
Rồi chào bố nha. Cho các bạn xem một vòng gọi là sơ qua ở làng Sơn vẫn có truyền thống các người nùng của chúng ta từ các bản làng ra đây rất là nhiều. Nhiều lắm, lại có bốt xiện ở đây rồi. Đằng xa xa kia là có bốt xiện rồi với. Đây nè, cái này gặp cái này mẹ Hương đi. Mấy giờ lâu chưa? Mấy giờ đây? Hôm nay đi diễn về xong ghé qua đây. Lâu lâu mới đi thôi. À, bác này mặc đồ bánh bao lắm vậy, như sếp ấy. Hát về bé nha các bác nha. Lại gặp bố đây rồi. Bố ở trong đội nào sao bố không hát đi? Đang đợi. Bảo bố hát đi tìm cái hội nào mà xin đây cho bố hát cái. Đây có đội này này. Không, con mới đi diễn then về xong rồi lại ngang qua đây thấy có hội vui quá. Đó. Đi diễn là bên hội người cao tuổi. Hát then cổ. Mới xong mới đi ngang qua đây. Bố ra đây lâu chưa? Thế mình phải mặc cái đồ gì cho nó giống nùng một tí này, giống như áo ông kia. Ra đây là mới hợp này. Hôm nay bố thầy của tôi đi vạ thi để cưới thêm vợ đây các bạn. Lấy vợ hai đấy. Còn có đứa nào không đấy? Còn đứa nào bố con? Còn một con vợ đó. Hồi này là hội báo sao. Diễn là hôm nay diễn ở đâu? Diễn là nhà văn hóa Khơi Chín bên kia. Thế là sang đây. Ừ. Không phải. Thế này gặp bố nhớ bên kia. Hát bên kia. Dạ hát bên kia. Bố có biết hát này không? Hả? Có biết hát. Biết, đi xem người rồi. Đi ngắm. Mình phải hát thêm một tí được rồi. À, con về nha bố nha. Chơi. Mấy hộ tình. Đông lắm nha các bạn. Không biết là hội 12 tháng 9 về. Chẳng biết hội gì mà người ta đến nhiều lắm. Đây là có một, có nhiều đôi lắm này. Đây là nông phản thanh nộp chóc. Đây này có máy quay luôn này, thấy chưa? Chào các bạn nha.